Welcome tất cả em trở kênh DHPG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game Tây Du Phùng Ma thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho em cái đội hình leo map tháp mạnh nhất giai đầu. Nhưng mà nếu anh em mà có thêm một con tướng Pega không sợ ai luôn. Ok, giờ mình sẽ vào thẳng vấn đề nhá. Về con đêm ấy, lúc đầu mình thấy con tôm không cơ động nhất lên ấy. Em cố gắng dồn lên con tôm không, không với tôm không thì nó sẽ dễ kiếm hơn mấy con khác vì nó có phần lạp đầu này. Lạp 980 kim bảo anh em sẽ được thêm một con. Còn về đội hình ấy, anh em chỉ cần dồn nó con tô không cộng với một dàn búp thôi. Búp thì anh em chú ý cho mình ở mấy con sau ấy. Để mình sẽ nói tất cả các con búp ở 5 hệ cho anh em xem nhé. Đầu tiên ấy, bên Phật vực ấy, thì nó là con Phổ Hiền Bồ Tát. Nó có một con nữa không phải là búp, nó thuộc dạng tanker ấy. Nhưng mà nó cũng thiên về búp nhá. Đây đó là con tế công này. Hệ khiên nha anh em ơi. Con này tí mình nói sau. Bên yêu tộc anh em chú ý cho mình con thiết phiến công chúa. Còn bên Minh Phú anh em chú ý cho mình con Bạch Tương Tử. Cái con Bạch Tương Tử này khắc tiên đình rất là mạnh luôn vì nó sẽ xóa cái hiệu ứng thiên khiển. Anh em đi map mà gặp cái team thiên khiển ấy, ok luôn. Tiếp đến là cái thiên đình thì là con Hỏa Linh Thánh Mẫu. Đấy là mấy con búp nhá. Anh em xài con búp nào cũng được, nhưng mà ngon nhất là anh em xài con Phổ Hiền Bồ Tát. Và anh em chú ý thêm cho mình cái con Hoan Hỷ La Hán nữa. Con này ấy, phải có trong team nhá. Búp có thể là ít hơn nhưng mà con này phải có. Nhưng mà nếu anh em mà không có búp ấy, anh em có thể xài tạm cái con ở bên Phật vực nhá. À đâu nhầm, ở bên yêu tộc. Đầu tiên là con Kim Sĩ Đại Bàng này. Đấy anh em có thể xài tạm này. Nếu mà không có cái con tế công ấy thì em cố gắng nhét tất cả các con búp vào cộng với con hoan hỉ là ok. Anh em mà dồn con tô không với 3 4 5 con búp ấy thì cực kỳ trâu luôn. Quan trọng nhá, nếu anh em mà có con tế công ấy, PK không sợ ai ấy. Đây mình sẽ đọc qua với cái nội tại lên sao nhé. Đầu tiên tô không ấy lên sao thì nó tăng đêm rồi. Đây 8 sao tăng công này. 6 sao thì ở bạo này, 5 sao công tiếp này. Nói chung là mấy con đêm ấy như cái video ngày hôm qua mình nói đấy, con đêm ấy, một là nó tăng công, hai là nó tăng bạo. Đấy như con thiết phiến công chúa ấy, đấy em thấy không, 6 sao này giảm sát thương cộng 7%, đa số con búp nó đều có ra ngoài nhá. Em tính đi, một con 7%, bốn con 28% giảm sát thương, mà là thế cái 8 sao nó tăng thêm HP 10%. Nếu anh em nông dân ấy mà dồn các con búp lên 8 sao cực phẩm luôn nha, nó tăng HP phần trăm. Mà vì sao là cực phẩm, cuối video mình sẽ nói. Tiếp đến là cái con bên Phật vực Phổ Hiền Bồ Tát. 15 sao HP này, 6 sao giảm sát thương 7%. Nói chung là mấy con búp ở 7 sao, 6 sao thì nó sẽ là giảm sát thương, và 8 sao thì nó sẽ là HP. Hầu như đa số là con nào cũng vậy. Tiếp đến là Minh Phú là con Bạch Lương Tử. Đây em có thấy không? Như nhau luôn, 5 sao HP, 6 sao giảm sát thương, 8 sao HP. Tiếp đến là bên Tiên Đình con Hỏa Linh Thánh Mẫu. Cũng vậy em ơi. Cũng giảm sát thương 7%. Tức là gì? Tức là giờ trong trận ấy anh em chơi 4 con búp phải không? Thì nó sẽ tăng giảm sát thương 28%, tức là nó giảm 1 phần 3 đêm. Và khi anh em lên 8 sao ấy, thì nó sẽ tăng thêm rất là nhiều HP. Mà HP anh em mà có con tế công ấy, cực phẩm luôn. Hiện tại thì tế công mình vẫn chưa có nào. Tính ra cái này mình zone người mới ạc ra con tôn không này, xong rồi mình chơi. Và tiếp đến mình không zone ra một con tôn không cả với con tế công nào cả. Mặc dù mình cho vào tâm nguyện em ơi, thấy tôn không này, tế công này, ế luôn, rất là chán em ơi. Nói chung cái team mình cũng xác định rồi nhưng mà rất tiếc là nó không ra. Từ từ ra thôi. Cái con game này nó có cái phần đổi tướng cực kỳ phiêu luôn, không hề các game khác. Game khác anh em lên nhầm, thoạt, game này lên nhầm ấy, bỏ tí khi bảo ra, đổi, ok luôn. Đây là phần chuyển hóa nhá. Click vào tướng này, đây, 8 sao ấy, đổi chỉ tốn có 3 cục thôi. 3 cục anh em mua trong cái tạo hóa. Đắt nhất là 1.500, rẻ nhất là chỉ có gần 1.000 thôi. Tại vì nó có giảm 5 này, giảm 6, giảm 7 ấy.
giảm số càng thấp thì nó càng rẻ. Giá gốc của nó là 500, ba cục là 1.500, nó mà giảm 5 chỉ có 750 thôi. Đây mình sẽ soi qua con tế công cho anh em. Đây tế công nhá. Nói chung về led thì con tế công này không thể nào thiếu trong team, nó cộng với con đêm chính. Anh em mà dồn con tế công này đêm chính thì khóc luôn. Đầu tiên là về cái lột tạ nhá. Bậc 3 này, chịu sát thương trực tiếp, kỹ năng hoặc công thường, tức là chỉ cần nó chịu sát thương thôi, phản lại 50% cho người công, 50%. MHP anh em ở chơi mấy con búp thì HP cực kỳ cao luôn. Đã thế bậc 4 nó tăng thêm HP này, bậc 6 nó tăng thêm HP này, con này HP cao lắm em ơi. Chưa hết đâu em ơi, 5 sao, giảm sát thương 10%, HP 7% khi lên 6 sao. Quan trọng là 8 sao giảm sát thương 17%, tức gì? 17% cộng với 10% là 27%, 27% cộng với 28% là 55%, giảm hơn một nửa đêm. Mà con này lại thêm cái phản sát thương nữa. Đây khi 7 sao phải không? Nó sẽ thêm cái sát thương phản lại 30%, tức gì? Tức là nó phản 80% em ơi. Giờ mình đang phân vân đấy, nếu mà giờ mà có cái tướng chọn mình nên chọn con tế công hay là chọn cái con tôn không mình lên 9 sao nhỉ? Nếu mà muốn leo map mấy tháp hay PK chắc là mình sẽ phải chọn con tế công 8 sao ấy, thì nó tốn 5 con, 2 con lên 6 sao, 3 con lên 7 sao và 5 con lên 8 sao, hơi căng nhỉ. Đằng này mình hơi xui nhé, biết thế mình cố gắng dồn ra con tế công mấy con tôn không rồi mình chơi. Anh em chú ý cho mình nhé. Đấy là cái đội hình ý, mà anh em leo tháp map mạnh nhất ở giai đầu. PK không thua ai luôn. Nhưng mà phải có tế công. Hiện tại mình lực chiến top 12. À hiện tại leo xương xương top 6 này. Mới đến cái chương 71.9 thôi. 71.9. Giờ leo chắc lên tầm 73-74 thôi. Chắc đến cái tầng 74.9 này. Kẹt cùng ba bạn top này. À đâu? Bạn top 4 là 77 nhưng mình nhầm nhá. Kẹt cùng các bạn top 5 thôi. Đây, cái bạn top 1 được chiến mình nhá. 8 triệu dưới. Atula 11 sao. Map 79.9 kẹt. Bạn vô khuyết 80.9. Lực chiến hơn 4 triệu bằng một nửa của bạn top 1. Tướng không có nào 9 sao, full 8 sao. Đây, tế công này, bạn này PK không yếu nhá. Ngủ không này, hoan hỉ này, ui ôi. Hoan hỉ mà lên 8 sao nữa thì phê luôn em ơi. Hoan hỉ khi 8 sao thêm HP 15%. Cái team này đánh bot hơi yếu thôi, nhưng mà riêng về map tháp vô lối luôn. Về lực chiến thì có hơn 1 triệu, gần qua chương 80 rồi, gần bạn top 1 luôn. Tháp nhá, tháp thì bằng chương với cái bạn top 1 439. Đấy anh em tham khảo nhá. Nói chung ấy, anh em cố gắng nhá, kiếm con top không này, hoan hỉ này cộng với con phổ biến thác và con tế công, đấy bốn con cơ bản đấy. Còn hai vị trí cuối, anh em mà có con búp nào lên được 8 sao thì anh em chơi đấy. Đây em nông dân tham khảo cái team đi map tháp mạnh nhất ra đầu nhá. PK cũng không thua lại. Thôi ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye anh em.